Chào các bạn đã quay lại với kênh Hái Lớn Toyota. Trong điều kiện mùa dịch này, Hái Lớn có một cái ý tưởng mới là Hái Lớn sẽ tư vấn online cho các bạn bằng cách là tổ chức cái buổi live stream thường xuyên hơn. Cụ thể hơn vào thứ 6 tuần này, 13 tháng 3, 2020, các bạn hãy đón xem. Các bạn nhớ nhé, vào lúc 15 giờ, tức là 3 giờ chiều thứ 6 tuần này. Nội dung là Hái Lớn trả lời tất tần tật các câu hỏi của những ai chuẩn bị mua xe, đang mua xe hoặc là đã mua xe. Những nội dung về giá cả, khuyến mãi, màu sắc, so sánh xe, đặc tính kỹ thuật, hay là các bạn có những thắc mắc về thủ tục mua xe, thủ tục trả góp, hay là thủ tục làm bảo hiểm, bảo hành như thế nào, bảo dưỡng ra làm sao, tất tần tật những gì liên quan đến xe. Hái Lớn thấy cái mô hình này nó rất là quan trọng và hữu ích, đặc biệt trong mùa dịch này. Đó là lý do để phục vụ các bạn sẽ được giải đáp thỏa đáng ngay khi các bạn đang ngồi ở nhà của mình. Hơn nữa, nhân tiện cũng muốn cập nhật lại cho những ai đang có ý định mua xe. Vì chương trình khuyến mãi đôi khi nó có sự thay đổi, tăng hoặc giảm. Hái Lớn lấy ví dụ chiếc xe Toyota Fortuner TRD này. Hồi đầu tháng Hái Lớn có làm chương trình thông báo với các bạn thì chương trình khuyến mãi nó giảm có 50 triệu. Nhưng cho đến bây giờ thì chương trình khuyến mãi của nó thay đổi rất là khủng, lên tới 120 triệu, tức là được tặng 10% trước bạ, 199 triệu 900 ngàn. Với sự thay đổi khủng như vậy thì Hái Lớn nghĩ nó sẽ quan trọng với những ai đang mua xe. Tương tự các dòng xe khác có khuyến mãi gì không, hay là các bạn đang có thắc mắc gì, Hái Lớn và đội nhóm của mình đang chờ đợi các bạn đây. Nếu như các bạn xem bằng những anh chị cô chú xem bằng những thiết bị như là trên TV thì các bạn anh chị cô chú không comment được, thì ngay bây giờ hãy nhắn tin vào số hotline nó nằm ở đây nè. Những trong câu hỏi Hái Lớn sẽ ưu tiên trả lời trước những câu hỏi nào các bạn gửi vào hotline. Trong quá trình live stream, các bạn nào có địa chỉ Gmail và tương tác được kênh Hái Lớn thì các bạn comment trực tiếp. Hái Lớn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi live stream vào chiều thứ 6 tuần này, 13 tháng 3, vào lúc 3 giờ đến 4 giờ chiều. Hái Lớn xin chào và hẹn gặp lại các bạn.